sẽ bắt đầu khâu lại. Ở đây mình sẽ khâu cái phần thân trước. Cái này là phần cánh ở phía trên, phần thân ở phía dưới mình sẽ chập lại như thế này. Trước khi khâu thì ngay chỗ vị trí mình móc xong nè, mình sẽ luồn sợi đâm vào đây, mình sẽ móc rỉ nó qua cái mảnh này cũng vậy luôn. Rồi mình sẽ xỏ sợi màu đen, cái sợi dây thừa dài mình chừa dài đây, mình sẽ khâu lại. Khâu thì mình sẽ đâm vào cái mảnh của cái thân màu đen này, rồi mình đưa sợi ra ngoài như vậy nha. Rồi mình sẽ đâm ngược lại nè, đâm vào xuyên qua luôn một cái chân luôn, là hai dòng bính, hai cái dòng nè. Rồi bên đây thì mình chỉ đâm qua một sợi phía trong thôi, ở đây đó như thế này. Màu đen thì mình sẽ đâm qua hai sợi như thế này, còn màu đỏ thì mình sẽ đâm vào một sợi như thế này. Rồi mình sẽ kéo hút. Rồi tương tự như vậy, mình sẽ đâm qua cái mảnh màu đen, sau đó mình đâm qua cái mảnh một sợi phía trong của cái mảnh màu đỏ, mình kéo rút lại, cứ như vậy cho đến hết cái vòng này. Khi mà còn một cái lỗ nhỏ như thế này, mình sẽ nhồi gòn vào mọi người nha. Mình sẽ đâm đối xứng như vậy cho đến hết cái vòng này. Rồi khi mình khâu tới đây rồi, còn một cái lỗ như thế này, mình sẽ nhồi gòn vào và mình khâu bích lại mọi người nha. Mình sẽ nhồi cho nó căng ra một xíu để cho cái phần thân này nó được bầu tròn. Rồi mình đã nhồi như thế này xong rồi, bây giờ mình sẽ khâu bích cái từ đây qua đây lại nha. Lại như thế này xong rồi, mình sẽ giấu mối sợi đi, mình đâm qua đâm lại như thế này và nó sẽ chắc chắn. Rồi mình sẽ cắt sợi hờ đi nha. Rồi mình sẽ bóp nắng cho cái phần gòn nó bông đều ra và nó có hình dẹp như thế này. Rồi tiếp theo mình sẽ khâu cái phần đầu này vào.
ngay cái vị trí kết thúc của cái phần khâu này, mình sẽ đưa vào cái phần đầu vào đây luôn, để cho nó che là cái bớt cái vị trí mà mình chèn sợi nè. Phần này mình cũng xỏ qua. Vì cái con này thì cái hăng nó màu đen á, nên là mình phải móc cái len màu đen, nên là nó hơi khó nhìn, mọi người chịu khó nhìn một xíu nha. Rồi, mình sẽ đặt vào đây. Ở phía trên này, ở đây là hàng thứ 1, 2, 3, 4, 5, 6 đúng không? Hàng thứ 6 thì mình sẽ canh nó khâu cái phần đầu vào cái hàng thứ 6 này. Ở đây. Rồi, mình sẽ khâu vào nha. Mình đâm kim như thế này. Rồi, mình sẽ đâm vào cái phần mảnh của cái phần đầu. Sẽ khâu giáp vòng này luôn. Khi còn một chút xíu cái lỗ nhỏ thì mình sẽ nhồi một ít gòn vào cái phần đầu nha. Ở dưới cái phần bụng này mình cũng khâu vào cái hàng thứ 6 của cái màu đen nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, mình nhỏ ít gòn vào. Rồi mình đã khâu xong cái phần đầu được như thế này xong rồi. Phần sợi dài mình cứ để như thế này nha. Mọi người đừng có cắt chút xíu nữa, mình còn làm điểm đốm cho cái phần cánh của nó nữa. Bây giờ tiếp theo mình sẽ chia cánh nó ra làm đôi như thế này, từ đây qua đây bằng cái sợi màu đen này. Mình sẽ dùng kim móc, mình sẽ móc mũi trượt mọi người nha. Ở đây mình sẽ đâm vào kim vào ở phía giữa của phần phía sau lưng, phía đuôi nè của cái phần con này đó, mình canh, sau đó mình đâm kim vào đây lặn lên như thế này, rồi mình sẽ móc mũi bính. Một mũi bính đầu tiên. Sau đó mình sẽ móc mũi trượt từ vị trí này qua vị trí này. Mình sẽ đâm kim từ đây. Sau đó mình sẽ kéo sợi qua.
mình móc khi hai sợi nó trên kim như thế này, mình sẽ kéo cái sợi bề ngoài vào cái sợi bề trong. Ta đóng. Rồi mình đã được một cái chân mũi thứ nhất rồi, bây giờ mình tiếp tục mình móc cái chân mũi trượt thứ hai cũng thẳng hàng như vậy luôn, đâm kim vào đây và lặn lên. Mình sẽ móc sát phía trên để không có đụng cái phần gòn nha. Rồi kéo qua. Rồi mình sẽ kéo cái sợi bề ngoài qua sợi bề trong như thế này. Rồi mình đã được một chân mũi trượt thứ hai. Tương tự như vậy mình sẽ móc từ đây qua tới vị trí bên đây luôn. Rồi Hạnh nhắc lại đây, đâm kim vào lặn lên như thế này, kéo sợi qua. Mình kéo lỏng tay thôi, không có kéo chặt tay quá mọi người nha, sẽ bị xích cái mũi của mình, nên là mình kéo lỏng tay thôi. Đó, mình sẽ tạo được một cái đường gân nổi phía trên của cái phần cái cánh của cái con này. Rồi kéo qua luôn như thế này. Rồi khi mà mình đâm từ vị trí này móc mũi trượt qua tới đoạn bên đây rồi, mình sẽ kết thúc, mình sẽ cắt sợi đi. Cắt sợi thì mình chừa dài một xíu để mình thêu những cái đốm của cái phần cánh luôn. Rồi ở đây như thế này mình sẽ khâu cho nó bít xuống cái đường này luôn để nó có thể chạy một đường thẳng như thế. Rồi bây giờ mình sẽ hiêu cái phần đốm, cái phần dây chừa dài ra như thế này, mọi người đừng có cắt sát nha. Rồi mình chừa dài để mình thiêu cái phần đốm luôn ở đây như thế này, rồi mình sẽ đâm vào đây để kết thúc nè. Mình đâm ra ngoài phía màu đen này. Rồi sau đó mình sẽ hiêu phần đốm luôn. Phần đốm thì mình sẽ hiêu như sau, mình đâm kim bất kỳ vị trí nào để mình hiêu những cái đốm ở đây, mình hiêu xuống đây. Rồi mình được một cái đốm thứ nhất nè, đó. Sau đó mình đâm vị trí khác nữa. Mình có thể tạo đốm tùy thích. Rồi qua bên đây, ở đây mình tạo 1 2 3 4 5, bên đây mình cũng tạo đối xứng là 5 cái. Mình không cần phải đối xứng nha mọi người, và mình hiêu vị trí bất kỳ, ở vị trí nào mình cảm thấy nhắn được cái điểm đốm nó tự nhiên thì là được. Cái này Hạnh chừa sợi hơi ngắn nè, bị hiếu rồi, phải nối sợi vô làm thêm một cái đốm, hai cái đốm nữa. Tiếp theo mình sẽ móc cái phần hai cái râu ở phía trên của cái phần đầu. Mình sẽ nối cái len màu đen vào ở phía chính giữa nè, ở hai bên góc. Rồi mình sẽ móc lên. Một mũi bính, hai mũi, ba mũi, bốn mũi. Sau đó mình sẽ móc ngược lại, bỏ một chân bính đầu tiên nè, móc vào chân bính thứ hai. Một mũi đơn,
móc vào chân thứ ba một mũi trượt. Mũi trượt mình sẽ kéo qua như thế này. Rồi chân cuối cùng mình sẽ móc một trượt kéo qua. Rồi mình sẽ đâm vào trong cái phần đầu, vào cùng chân của cái phần đầu lúc nãy mình đâm kim á. Rồi mình kéo lên, mình móc một mũi trượt. Như vậy là mình được cái phần râu như thế này. Tiếp tục tương tự mình sẽ làm ở phía bên đây, cắt sợi đi mọi người nha. Sau đó mình sẽ giấu mối. Mình giấu mối vào trong. Phần dây hừa này mình cũng cho vào trong luôn. Rồi mình được một cái đầu như thế này, cái râu như thế này mọi người nha. Tương tự vậy mình làm cái râu kế bên. Cắt cái sợi hừa này đi. Nói lên vào đầu đối diện phía bên đây. Móc lên. 1 2 3 4. Bỏ qua một chân bính. Móc vào chân kế một mũi đơn. Chân kế tiếp mình sẽ móc một mũi trượt thứ nhất. Một mũi trượt thứ hai. Một mũi trượt thứ ba vào cùng cái chân lúc nãy mình nói lên vào phần đầu. Rồi mình cắt sợi đi. Giấu mối như phía bên kia. Để được hai cái râu xinh xinh như thế này. Tiếp theo mình sẽ hiêu hai con mắt hai bên đây. Màu sợi mình sẽ lấy lên màu trắng. Mình sẽ lại mối ở phía dưới đây, đâm lên. Rồi mình đâm qua phía bên đây. Tạo hai con mắt màu trắng. Rồi mình đã được hai con mắt xong như thế này rồi. Mình sẽ giấu mối đi. Tiếp theo mình sẽ có một cái móc khóa thì mình sẽ khâu nó dính vào cái móc khóa của mình nha. Mình sẽ đưa cái này vào. Đó, mình sẽ gắn cho khâu cho nó dính vào đây. Mình đẩy hai vòng cho nó chắc chắn là được rồi. Sau đó mình khâu dấu mối sợi là xong. Đó, như vậy là nó sẽ chắc chắn.